Tại Hội nghị Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Trung Quốc Vân Nam vừa được Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại đề nghị phía Vân Nam Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, thủy sản có thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc bằng hình thức chính ngạch, đặc biệt là các sản phẩm như sầu riêng, khoai lang tím, yến xào. Tỉnh Vân Nam là cầu nối hữu hiệu cho hàng hóa của Việt Nam tiến sâu đến các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam của Trung Quốc. Vì vậy, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại đề xuất hai bên cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa, triển khai bản ghi nhớ giữa Cục Xúc tiến Thương mại và Sở Công Thương 12 tỉnh, thành phố của Việt Nam với Sở Thương mại tỉnh Vân Nam thông qua việc xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại với nhiều hình thức đa dạng, khuyến khích và tích cực tổ chức doanh nghiệp tham dự các hoạt động hội chợ, triển lãm lớn, có uy tín, được tổ chức tại mỗi bên để hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, thương hiệu và kết nối, giao thương. Hội nghị Xúc tiến Thương mại Đầu tư và Hợp tác Kinh tế là dịp để doanh nghiệp Việt Nam và Vân Nam trao đổi, kết nối, đẩy mạnh hợp tác nhằm thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông sản, thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc bằng hình thức chính ngạch, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hai bên tìm hiểu kỹ hơn nhu cầu xuất nhập khẩu của nhau, xác định được đối tác tiềm năng, kể từ đó xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả.